hello xin chào xin chào các tình yêu của cc việc đầu tiên các tình yêu hỏi cc chị ơi cái son elizabeth orden chị review hai cây chị nói là hai cây giống nhau phải không chị có xài không đây cc đang xài nè đây đó cc đang xài cái này dưỡng ẩm cao lắm ha các bạn không cần phải đánh dưỡng ẩm đó cái viết này cc vẽ cái viền môi cái son này đánh lên vậy thôi dưỡng ẩm rất là cao của hiệu elizabeth orden hai cây giống nhau cc xài một cây còn một cây đó chị em nào muốn mua thì mua rất rẻ tiền ha màu đó đẹp lắm rồi xong bây giờ đồng hồ Bây giờ làm cái đồng hồ cho ở bên Việt Nam trước đi nha. Hiệu Mai Cục Khua. Các bạn hỏi Hiệu Mai Cục Khua đồng hồ đúng không? Bây giờ có 5 cái Hiệu Mai Cục Khua. Đây. Đây là cái hộp rất là sang trọng. Đậy vào là như vậy. CC gửi về cho các bạn là gửi hộp catalog. Tất cả ở trong này nó có cái gì CC gửi về đúng như vậy ha. Đây Hộp rất đẹp Đây là cuốn catalog Trời ơi CC không biết là họ ghi cái gì ở trong này Các bạn mà họ ghi một cuốn như vậy rồi sao đọc các bạn Có ai đọc nổi không ha Công nhận Nè Một cuốn luôn nha Rất là dày nha các bạn Một cuốn catalog chỉ là một cái đồng hồ này thôi chỉ là một cái đồng hồ mà một cuốn catalog giá trị vô cùng luôn ha đây cái hộp là như vậy đây là cuốn catalog đây là giá tiền cái này là hồi kỳ đi Orlando no cái này hồi kỳ đi Florida mà đi Destin để mua cái này nó giống như có sắt ở bên trong rồi nó bọc. Cái gì đó. 250 đô, tất cả 50% off. Đây. Mấy cái đồng hồ này nè, giả nhiều lắm nha các bạn. Cái dây này cao su. Đây. Cao su rửa nước được. Thật là đẹp cái đồng hồ này Tay CC đeo vừa đó Cái này là màu hồng phấn đó Đây. Đẹp Đẹp ha Nặng nặng Có số có thương hiệu đầy đủ ha Đây là giá tiền 250 đô Giá trị lắm các bạn A, à, CC có một người quen Việt Kiều họ về, nhưng mà các bạn mua những cái nhỏ nhỏ thì anh ấy cầm về giùm các bạn được. Hai tuần nữa về, CC không có tính tiền cứ phí gì hết. Nhưng mà CC có hỏi nếu mà anh cầm luôn cái hộp này về giùm được không thì anh nói không. Lấy cái đồng hồ ra không thôi, thì anh cầm về giùm được. Bỏ cái hộp này thì không được, vì anh nói anh sách tay bỏ trong cái ba lô của ảnh thì được hành lý của ảnh đóng hết rồi hai tuần nữa ảnh về tới thành ra chị em nào mà muốn mua những cái đồng hồ mai của khua thôi nha còn mấy cái này là không được nha không đáng cc sẽ nhờ ảnh cầm về giùm hai tuần nữa cầm cái đồng hồ về trước thôi rồi cái hộp các bạn chờ cc gửi về sau cho vậy đó nếu các bạn nào muốn còn các bạn nào mà không chịu như vậy thì có mua muốn chờ gửi về chung thì gửi ha. Bây giờ các bạn mua đồ của CC nhiều lắm rồi cho nên cứ đầy thùng là CC gửi à. Giống như hôm bữa một cô thôi mua đầy thùng luôn. Mới vừa gửi thùng đồ hai ngày, cái sau hai ngày lại phải gửi tiếp nữa. Cứ đầy thùng là gửi, đầy thùng là gửi à nha. Chứ không cần biết lần tuần hay hai tuần gì cả. Mà thùng lớn á nha, thùng size lót luôn đó. Thì đây nha. Thật là đẹp và sang cái đồng hồ này. CC ra ngoài trời đó để cho màu nó trung thực mà bữa nay xài iPhone nữa đó CC mở nó sáng lên một chút thôi nhưng mà màu CC nghĩ là đúng đó Đây. một cái đây là cái thứ hai hai cái này là cc định để lại xài đây là cái túi chống ẩm cái này thì nó lại không có cái cuốn sách đó. si không hiểu tại sao nha. Nó chỉ có cái này thôi. Đây. Chỉ có cái này. Có số phone đầy đủ hết trơn đó. Họ nói là bạn thắc mắc gì về cái đồng hồ này thì bạn cứ gọi cho cái số phone này. Có website. Có số phone. Và có đầy đủ ghi ở đây nè. Ở Mỹ. Vì hiểu mai cô khô là của Mỹ mà Đây. Màu quá sang và đẹp Chị em nào muốn mua mua không mua CC đeo các bạn ơi Mình mặc đồ màu gì đó Cái mình đeo Trời ơi, sang vô cùng là sang Đẹp hả? Mê lắm. Dây cao su Thích Quá là đẹp 250 đô 50% ớt bé sức rẻ đeo cái đồng hồ tới bao giờ mới hư các bạn đây ha có hộp có cái này à cái miếng này khác cả nha cái này nó không có cái miếng sắt ở bên trong cái kia có miếng sắt ở bên trong không có catalog có miếng trong ẩm và một miếng giấy thôi giấy này là ghi đầy đủ hết trơn luôn số phone email, website, địa chỉ đầy đủ hết. Như đây đủ rồi các bạn. Đây. Các bạn mua CC vẫn gửi về cái hộp này màu trắng, cái hộp hồi nãy màu kem Gửi về y như vậy cho các bạn. Và đây. Đẹp xuất sắc đó. Đúng mùa luôn. Ủa? chắc chị nghĩ cái này nó mất rồi, nó mất cái miếng giấy rồi. Cái này chỉ có cái chống ẩm thôi, không có miếng giấy ở bên trong. Nhưng mà cái này với cái này là cùng với nhau. Đây, cùng với nhau ha. 250 đô. Mê lê luôn. Hai cái này cái nào cũng đẹp. Chị em nào mua 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 Sisi đeo hết hai cái màu này nè. Sisi thích lắm. Đeo nổi bật luôn. Đổi cái nón màu này luôn ha. Đẹp xuất sắc luôn. Mê luôn. Thích quá. Này dây cao su. Xí xí đeo được mà. Đâu cần phải cắt dây gì đâu. Cái này là dây sắt. Màu rogo. Cái này. Nó cũng có một cái bìa này thôi. Nó không có cuốn sách. Một cái bìa này là họ ghi đầy đủ hết rồi. Hợp màu trắng luôn ha. màu rogo đẹp lắm các bạn và nó có một cái vòng tròn là những cái đai mình nhỏ xíu, xíu 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 như vậy đó rất là sang cái màu rogo ha tuyệt vời luôn như vậy nè cái này cũng hai trăm rưỡi năm chục phần trăm xuất sắc si si nói năm chục phần là cộng thêm mười phần trăm tiền thuế nha các bạn anh này anh mang về dùm. Là các bạn không có bị đóng thuế Việt Nam Và các bạn cũng không có bị tốn tiền ship Còn Nếu anh này nó không nhận Tức là các bạn bị cộng thêm mấy Mấy cái tiền nhỏ nhỏ nữa đó Thật là đẹp cái đồng hồ này logo, Xì xì mê màu logo. Và cái này nè Cái này mà chị em nào đi đám cưới Là tuyệt vời luôn Đây thì ra là mỗi một cái đồng hồ nó chỉ có một cái miếng này thôi à. Mà không biết tại sao mà cái đầu tiên nó lại có nguyên một cuốn sách thì Sisi không biết. Còn mấy cái này cái nào cũng có một cái này. Một cái này là họ ghi đầy đủ hết tất cả luôn rồi. Đây ha. Nè, mê không? Sisi thiệt thích cái này. Cái này mà mình đi đám cưới, đám tiệc này nọ ha. Đeo vô ánh đèn là lung linh luôn. Quá là đẹp luôn đó các bạn. Các chị em nào mà tiệc tùng nhiều đó. Đi trong ánh đèn. Hoặc là các bạn làm tiệc ở đâu mà có ánh đèn. Bạn đeo cái này là đẹp lung linh luôn. Trời ơi rẻ quá chừng rẻ. 295 đô. Chắc nó hụt xoàng nhiều. Đó. hay là hụt cubic. Hay là hụt file A. Bây giờ người ta xài file A không à. Sư nghĩ là file A nó mới sáng cái này là hai trăm chín mươi đô năm chục phần trăm ớt xuất sắc luôn. cái khóa cũng có chữ michael khoa được ba màu rogo hết rồi xong năm cái đồng hồ hiệu michael khua thì bây giờ tới đồng hồ nam nha không biết tại sao bây giờ ở messi không có còn đồng hồ nữa các bạn không có sale đồng hồ không có còn CC có hỏi người bạn người ta nói là không có. chỉ biết nói chữ không có thôi chứ cũng biết nói gì nữa. bây giờ CC cầm đồng hồ nam lên cho các bạn xem ha đây đẹp mê ly luôn anh Sa có trên 100 cái đồng hồ rồi cho nên anh Sa nói thôi em coi ai mua em bán đi chứ đừng mua cho anh nữa <laughs> mấy cái này đó là CC bỏ lên trên chính cái website CC bán ở Mỹ đó Hôm nay CC lấy review cho các bạn đó. Thì bạn nào mua được mua Đây Cái dây này là dây cao su Mình không có tháo ra được Vì người ta gài rồi Không tháo ra được Và nó còn có thêm một cái lắc nữa Đây Rẻ tiền vô cùng luôn Rẻ lắm luôn CC về Việt Nam Anh Sa anh dẫn đi coi bắn mắt lắm một cái này đó là họ bán cũng cả hai triệu mấy hơn luôn trăm đô trở lên không à. đây các bạn đỏ và đen đây là dây cao su đây là cái lắc tay thật là đẹp luôn đồng hồ nam ha toàn là những thương hiệu nổi tiếng ở mỹ không chị cái này nè cái này có cái hộp sophia thật nha các bạn nhỏ xíu xịu à thì các bạn biết hột xoàn thật mà hột cám nhỏ xíu cũng rẻ chứ có đắt gì đâu đây thật là đẹp cái này sang cái này là sang màu xanh đen dây bằng sắt xanh đen và xám thật là sang luôn đây là thương hiệu xuất sắc lắm luôn ha rẻ lắm luôn không mua hơi uổng mua làm quà cũng được và đây nam nữ đeo được tại vì cc lấy nó ở riêng cái nào nam nữ đeo được cái nào là nam cái nào là nữ họ để riêng hết đây cái này cũng là màu xanh đen màu xanh đen và màu xanh da trời cc thích cái này nè là tại vì nó có những cái số ở bên trong rất là đẹp cái đây là còn cái miếng ni lông Dán cho nên các bạn nhìn thấy không rõ đâu mờ nhưng mà đẹp lắm dây sắt ha cái này là cái dạng giống như cổ điển ngày xưa đó lịch sự và đẹp những người nào mà thí dụ như họ thích về những cái cổ điển họ thích những cái loại đồng hồ xưa thì nên mua cái này Màu này là màu cũng là màu xanh, xanh gì đó. Này nó đặc biệt là nó có cái ngày luôn. Nó giống như là đồng hồ Rolex. Mỗi một ngày cái ngày của nó nhảy nè, nó có cái ô nhỏ nhỏ cửa sổ nè. Đó. Cái ngày nó nhảy ha. Thật đẹp. Ai thích cổ điển thì nên mua những cái như vậy. Dây sắt. Sang lắm các bạn ơi. Thật là đẹp cái đồng hồ. Này. và đây cái này dây da da bò luôn á màu xanh lá cây hiệu này nổi tiếng ở mỹ lắm hiệu nào cũng rất là nổi tiếng luôn thật là sang. đẹp phải đồng hồ đẹp thật mê luôn có ba cái vòng vòng nhỏ nhỏ đẹp đó. Cái mặt đồng hồ này là màu vàng, màu trắng, màu xanh lá cây. Nhưng mà cái nền màu xanh lá cây là nó caro, 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 caro. Thật là đẹp luôn, lý tí, lý tí. Cầm như vậy chắc các bạn nhìn không rõ rồi. Nhưng mà các bạn cầm trên tay nhìn đẹp. Đẹp sang chứ không phải là đẹp bình thường. Trời ơi, xin muốn rẻ tiền, không thể tưởng được luôn. Mê luôn các bạn. Và đây, này sang nè cực kỳ là sang luôn cái này đó mà trẻ trẻ đẹp đẹp rất là hợp thời trang thanh niên đi mặc nguyên một bộ đồ tây áo thun quần tây đen mặc cái dạng ôm ôm đẹp đẹp các chủ đeo đồng hồ này chắc đẹp lắm các bạn ơi xin <laughs> hình dung nó đẹp lắm cái dây da dây da màu đen cái mặt đen đen tuyên luôn cái viền đồng hồ màu đen. Cái nền màu xám. Có cái ô cửa sổ. Ô này là ngày đó. Và đây. Có một hộp diamond. Real diamond. Chất lượng cái này. Sang các bạn. Đẹp quá. Người ta ghi rõ ràng chữ diamond luôn đó nha. Cái giờ này dây đen sang quá là sang luôn và đây American Exchange đây là một thương hiệu rất nổi tiếng mà thịnh hành cho giới trẻ kiểu rất sang nó còn cái nhựa màu đỏ tức là chưa có ai mở ra hết chưa có ai mở thử quá sang đúng không? đồng hồ này mặc quần diên chắc đẹp dây da dạ. sang thật là sang cái đồng hồ này si si thích lắm thứ nhất là thương hiệu này thứ hai là cái kiểu này mỹ đeo nhiều lắm chỉ cần cánh tay của bạn to bạn đeo tại vì cái vòng này nó to mà đeo đẹp mê xì có hai cái này. Được đẹp hai cái giống nhau và đây CC biết là nhiều người đàn ông khi mà họ tuổi họ chững chạc rồi họ lại thích màu da bò họ không thích màu đen hay là màu gì mà họ lại chuộng lắm chuộng cái màu da bò lắm tại vì CC bán CC biết mà số lớn nhìn dạng cổ điển tại vì ngày xưa là những cái số lớn như vậy mà Này, các bạn thấy không? Thật là đẹp lắm. cái mặt kính không trầy đó nha các bạn hết tất cả những loại đồng hồ ở mỹ mặt kính không trầy nó là kính đàng hoàng đó xì xì gõ là các bạn nghe các bạn biết rồi nó không trầy đẹp lắm các bạn ơi nè 85 đô 50 phần trăm ớt nó nó rẻ rẻ đến không ngờ luôn màu da bò thương hiệu này là nổi tiếng lắm luôn đó Tahari và đây cái này thì đắt tiền hơn một chút có cái lắc tay này thì không có số mà những cái kim lớn có cái lắc tay cũng đẹp đó Nên. màu này là màu cà phê sữa chứ không phải là màu da bò. Đẹp quá. Ha? Đây là đồng hồ nam hết đó nha các bạn. Mấy cái hiệu mai của khu hồi nãy là nữ. Còn CC review kế tiếp là tất cả là của nam. Anh nào đeo cái này đồng hồ tay bên kia đeo cái lắc. Tuyệt đẹp luôn, đủ đẹp rồi đó. Sang và đẹp. Ha ha -ri. và đây polo màu xanh lá cây cái này là cc bán chạy nhất 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 là tại vì cái thương hiệu mỹ họ đeo nhiều lắm cái hiệu này. cái này cái dây da màu nâu cái viền xanh lá cây cái mặt hình thoi hình thoi hình thoi cái mặt này là lục giác ở trên giữa nè thương hiệu sang và đẹp xuất sắc hợp cũng sang mua tặng làm quà tuyệt vời ha nè hợp bằng da polo cái này là cần tay bạn nào phải rất to to như ông bạn Mỹ già của CC đó thì đeo đẹp lắm đó, thật là đẹp chữ lớn, thiệt lớn luôn có lá cờ Mỹ ở bên trong, thật sang và thật đẹp cái đồng hồ này, tay ai mập tròn đeo đồng hồ này là như ý luôn, không có một điểm nào chứ, dây bằng stainless steel, họ design đẹp lắm một cái viền cho thớt là đẹp luôn các bạn. Trời, ơi, mấy đồng hồ này là xì si mê lắm luôn đó các bạn ơi. Này có một cái duy nhất à, nhanh thì mua được. Đeo mấy cái này đẹp, độc lạ mà sang, rẻ tiền quá chừng rẻ luôn. Và đây. Đồng hồ này họ cho mình ba sợi dây. Cái màu đen là dây da Cái màu nâu là dây da Cái chính giữa này là cao su Vì cao su là mới Mới của một hai năm nay Cái mặt màu xanh luôn ha Bạn mặc đồ màu gì, bạn thay dây màu đó. Hôm nay mặc bộ đồ, đồ màu kem nè, màu nâu nè, đeo dây da màu nâu. Mặc đồ jean nè, mặc đồ tây đen nè, đeo dây da màu đen mặc đồ thủng thủng bụi bụi đi tập thể dục thể thao hay là đi gì đó đeo dây cao su thật là sang rẻ tiền nhìn cái hộp là đủ sang rồi và đây đây là một hộp da us polo đồng hồ này họ có từ năm 1890 đó là ra đời năm 1890. CC mua cái đợt này nè là kỷ niệm cho nên là họ làm đồng hồ cặp. Mà mua được có một cái duy nhất. Các bạn nhìn cực kỳ là sang luôn. Thành ra bạn nào mua này lợi lắm. Một cái vuông một cái hình chữ nhật Và một cái tròn. Một cái dây sắt, một cái dây da. Xuất sắc luôn. Không còn điểm nào chứ Đeo bền lắm. Anh Sa anh đeo đó. Bền, thật là bền luôn. Mẹ Sisi gửi về đó. Có cái đồng hồ anh đeo 18 năm luôn. Tới giờ vẫn bình thường. Thay pin thôi. hết pin, thay pin. Anh nó đẹp lắm, bền lắm. Anh có cả trăm cái, anh mê. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Sang lắm các bạn ơi. ơi cái giấy họ lót bên trong cũng là lá cờ mỹ của cái thương hiệu này xuất sắc ha rồi hết đồng hồ nam rồi các chị em thích cái nào chụp lại màn hình bây giờ chúng ta tới đồng hồ nữ của bb là các bạn mua nhiều nhất rồi kế tới là hiệu juicy để CC khoe hôm nay CC sẽ tháo cái này ra đeo CC không có đeo dây sắt là tại vì nó rộng phải cắt dây mà ở đây cắt dây mấy chục đô nè à cái này không phải dây da nha cái này cao su bây giờ là cao su không nè CC sẽ đeo cái đồng hồ này mình mặc đồ đen nhiều đó các bạn cho nên là đen. dây cao su là si thích lắm si thích hơn dây da luôn về việt nam thấy các bạn đeo đồng hồ đẹp quá rất là có cá tính. mặc quần jean mặc quần thụng si si đeo vừa ý thật là đẹp hôm nay sẽ tháo cái này ra đeo có một cái mò qua đã. ngày mai đi thay pin vô đeo Thế này cao su thật là sang luôn cái kiểu này nó hơi giống mùa va đồ một thời gian cách đây mấy chục năm đồng hồ mùa va đồ nổi như cồn luôn á ha bạn nào cũng mơ ước được mua cái đồng hồ mùa va đồ bây giờ hiểu đó cũng có nhưng mà tự động nó chìm xuống bữa cc có đi vào tiệm đó, đó nhưng không có mua đây hôm nay cc mới cắt dây ra để đeo đó nhưng mà các bạn xem video này nếu các bạn thích thì cc để lại không thích cc đeo cc sẽ đeo cái này thứ nhất là dây cao su là cc mê lắm cái thứ hai nữa là đen và vàng xoan hai cái này không có ai mua cc cũng đeo luôn tại vì nó là dây cao su với lại mấy cái màu này nè là màu nó đang thịnh hành trong cái mùa này và đồ của cc những màu này thì quá sức nhiều rồi Tôi như đeo cái này đó và đây là hai cái của bb bb là cc bán rất là nhiều ha làm cái nào các bạn mua hết cái đó dây sắt cái c này nè của bb á, nó sáng nó sáng hơn những cái khác rất nhiều luôn đó nha các bạn chị thấy đồ của BB tốt. Kể cả quần áo, cái mình vải thun hoặc là cái quần thun của BB À, chị đang mặc nè, đang mặc cái quần thun của BB luôn nè. Nó cũng khác hoàn toàn những cái mình vải khác. Các bạn biết BB là một thời đắt tiền lắm chứ có rẻ đâu. Đây. Cái si của BB nè, sáng lắm. Rất sang và rất đẹp ha, một cái. Và đây cái này thì dây da phải không đúng cái này thì dây da màu vàng đây của bb hết rồi có hai cái thôi lâu lắm rồi không mua được nữa đồ bb người ta mua nhiều tại vì bb nó rất là tốt đã có tiếng từ mấy chục năm rồi mà. một cặp hai cái duy nhất và tiếp theo chu xì cà thua cũng chỉ có hai cái không mua được nữa các bạn trời ơi si mê lắm si mà đi thấy mấy cái này si mê lắm hai cái giống nhau y hệt luôn màu rogo rất là sang rogo đi với màu hồng các bạn nhìn ở trên cái viền này họ có ghi cái số gạch gạch rạch, rất là đẹp luôn các bạn nhìn sắc sảo và đẹp lắm hiệu chu xì thì khỏi phải nói rồi trẻ chung bạn nào thích sự trẻ chung mua đồng hồ mua nữ trang mua bóp vỏ sách là vì sao nó trẻ chung vô cùng và nó rẻ tiền nữa tuyệt vời luôn si có rất là nhiều vỏ sách hiểu chu xì nhưng mà si không có review si <laughs> để dành tại vì á nó rất là phù hợp với nhiều đồ của si nhiều loại giỏ đẹp lắm nhưng mà để ngày nào hứng hứng review nhiều gió đẹp độc lạ của chu xì lắm chỗ con gái xì, xì ngày xưa một thời mê cái hiệu này mà mê sống mê chết luôn hai cái giống nhau và đây cùng một thương hiệu ba cái một thương hiệu ha ba cái này đều có hộp xoàn, hộp xoàn nhỏ nằm ở trong cái đồng hồ, hộp xoàn thật nha các bạn, hộp xoàn cám, họ ghi rất rõ luôn ha đây, cái hộp xoàn nhỏ xíu, à. dây sắt, đẹp lắm, cái hộp xoàn nhỏ xíu như vậy đó, mà nó là cái điểm nhấn, đẹp, nên đeo đó, rẻ tiền quá mà, không mua thiệt là uổng lắm. lắm đây cc là người không đeo đồng hồ mà nhìn riết rồi cũng ghiền cũng mê cũng phải có vài cái cc có một cái đồng hồ dây cao su như vậy nè màu trắng của chanel mua cái đó mấy ngàn đô mê quá mua rồi một cái nữa hiệu pendy dây sắt cái dây á, là chữ pendy ở trên cái dây đẹp lắm cc có mấy cái đồng hồ mà có bao giờ đeo lắm bỏ trong xếp thì bóc hết rồi không bao giờ lấy ra luôn các bạn cái này nữ tay nhỏ nhỏ đeo đẹp lắm dây sắt nhìn sang màu hồng phấn họ ghi rất rõ ràng cái chữ diamond giá trị là như vậy vài chục đô có được cái đai mình nhỏ xíu cũng ok và đây là dây da Mấy đồng hồ này thì nữ đeo là quá đẹp rồi Thứ nhất cái dây này nó mảnh khảnh Nó màu đen bằng da Nó nằm ở trên cái cổ tay các bạn Rồi cái đồng hồ Có một cái hộp xoan Mê luôn Màu xám và màu vàng Không còn nào có thể rẻ và đẹp hơn như vậy cả Cái này thì màu trắng và màu kem cũng y vậy luôn cũng có một cái hộp đai mềm và thương hiệu này thì quá nổi tiếng ở Mỹ rồi các chị em một quần áo hiệu này nhiều lắm sang và đẹp vô cùng là đẹp Đó. và đây đây là thương hiệu mà các chị em thích lắm nè đồ các bạn mua rất 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 là nhiều luôn xì xì thích đó là nó có những cái hộp hộp này file e đó quay 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 ở bên trong siêu thiệt là thích luôn đeo vô tay mình nhìn thích lắm các bạn đi hộp sáng cực kỳ sáng chỗ vốn đèn nó không có thua hộp Moser này đâu nha các bạn nè yeah. rồi vài chục đô rẻ quá cái này là mắc nhất hết trong hết tất cả những đồng hồ trừ đồng hồ Michael Cook thua ra thôi hai cái đồng hồ này là đắt tiền nhất trong hết tất cả những cái đồng hồ này đắt tới mấy chục đô rồi đó. hai ba chục đô đó. Thật là tuyệt vời. Jessica Simpson. Thì đây là một cái thương hiệu đã quá nổi tiếng ở Mỹ rồi. Kiểu design thật là đẹp. Lung linh luôn. Tiền hơn những cái đồng hồ khi tới hai ba chục là các bạn biết là đắt rồi đó. Cũng là sale 50%. Thì coi như sẽ đắt hơn mười mấy đô. Có hai cái đó. Chị em nào mua, mua mua, xin xin đeo tiếp à. Nhưng mà này CC phải đi cắt dây Cắt dây tốn 25 đô Ở bên CC Mỹ sao họ làm gì cũng 25 với 75 Nhà bị một cái gì Gọi họ Thì họ tới để họ xem thôi Làm được hay không được Không biết Họ chỉ tới Họ tới và họ nhìn thôi 75 đô Tới estimate 75 đô Làm được không được tính sau Nhưng mà thấy mất 75 đô trước rồi Cắt dây đồng hồ 25 đô Cắt cái lai quần ống nhỏ nhỏ Vừa vừa 25 đô Toàn là số 25 đô với 75 đô không <laughs> Có hai cái Hai cái này là đặc biệt đắt tiền hơn ha Và đây thương hiệu này cũng rất đắt Cái này là nhiều bạn nhờ CC mua lắm Nhưng mà mua lâu rồi Cũng quên không có review Đây, đồng hồ đeo như cái lắc tay và đây là hai cái lắc. Cái này fashion thôi. Cái này nè cái chị em mặc quần thụng, mặc váy jean đeo là cực kỳ fashion và đẹp. Đây có một cái duy nhất hết rồi. Đây. Xuất sắc lắm. Và đây. Sisi thích cái này là vì sao? Cái này nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn, nó sẽ nằm được trên tay CC. Và đây là những cái vòng truy thôn. Thật đẹp luôn. Đeo đi ăn tiệc. Nhưng mà CC nghĩ rộng lắm, CC đeo không có vừa đâu mấy không? Ngày nào mình đeo vòng thì mình đeo. Ngày nào mình đeo đồng hồ thì mình đeo. CC thích cái bộ này hơn là bộ này. Nhưng mà bộ này, bạn nào mà tướng bụi bụi á, tay to to mà tay dẹp, thì bạn đeo cái bộ này đẹp lắm bạn nào cái tay tròn tròn mà có vẻ yếu điệu thục nữ mặc đầm thì đeo bộ này bộ này mặc đầm đeo mới đẹp còn bộ này quần thụng quần jean đồ bụi bụi cái gì cũng đẹp bộ này rẻ tiền nên mua đó rất là nên nè các bạn thấy không 95 đô 50 phần trăm ó quá nhiều luôn. Đẹp lắm luôn đó các bạn Nó sáng bóng luôn á Mấy cái vòng cũng vậy đó Đeo một thời gian không thích DC si, Giống như vòng này nè Đó CC si si đeo cái nó bay màu Nó bay màu Về Việt Nam Mang ra tiệm vàng Quen với anh xa si nè Trời ơi bóng lộng lộng luôn Rẻ thiết là rẻ Rẻ đến không tin luôn Và đây là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới Hiệu này thì nổi tiếng hơn hiệu kia 95 đô Nhìn hộp thôi là thấy sang rồi đúng không? Mê luôn á Và bây giờ còn ba cái này Đồng hồ này Nam nữ đeo được Đồng hồ này nặng Có ngày Có thứ luôn Giống như họ ghi ở đây là sinh đê ngày 6 Mình phải bỏ pin vào rồi mình chỉnh ha Y như đồng hồ Rolex Mấy cái hồi nãy, nó chỉ có cái ngày thôi. Còn cái này, có thứ luôn. Thương hiệu này thì nổi tiếng lắm rồi. Cái đồng hồ này, đeo, đi xuống dưới hồ nước, bơi á, được một trăm. Trăm sáu mươi lăm. Chữ nhỏ quá, không thấy đường các bạn nhưng mà cũng đọc được chữ qua đời 165 gì đó rồi bị cái cây kim nó đè lên rồi nó không đọc được tức là cái đồng hồ này các bạn đeo vô trong nước luôn đeo bơi luôn á, vô nước luôn được tới 165 chắc 165 gì đó cái chất liệu của nó là ten steel có thứ có ngày có giờ đeo vô nước được một cái duy nhất thôi trên cả tuyệt vời để coi cái này nó ghi cái gì không lực qua được đây. một cái duy nhất nam nữ đeo được các bạn đi tập yoga đó đi tập uh, giống như anh xa đi tập gym đeo đồng hồ đây nhảy xuống hồ bơi bơi luôn lúc nào anh xa đi tập cũng bơi rồi mới về và đây là hai cái dễ thương nhất nè cái này các chị em đi đám cưới đám tiệc mình đeo giống như một cái lắc tay rất sang đúng không người ta tưởng mình đeo lắc tay thôi cái đồng hồ mặt đồng hồ nhỏ xíu mà thật là đẹp bây giờ đó mà các bạn đi kiếm những cái mặt nhỏ xíu xíu xỉu xíu, xíu. hiếm lắm khó lắm không tìm được giống như cái dạng cổ điển ngày xưa này thì quá sang rồi rẻ tiền quá chừng rẻ sẽ không hiểu sao mà rẻ đến mức độ vậy mà toàn là những thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ Mua trong Messi không đó các bạn Chứ nếu mà bây giờ mà về Việt Nam Mà mình thấy ô nó đẹp như vậy Nó rẻ như vậy Mình cho nó là đồng hồ giả Nhưng mà không nha Thiệt 100% là đồ thật nha các bạn Thật là đẹp cái này Đeo đi đám cưới đám tiệc ha. Tuyệt vời Và đây đáng, đáng yêu và dễ thương baby ai có con gái trẻ trẻ trước tuổi tin mua cho con gái đem cc mua cho cháu ngoại cc đó nhưng mà cháu ngoại cc nói là không có đeo đồng hồ cháu ngoại cc thích đeo lắc này nọ đây dễ thương lắm tuyệt vời rồi. rồi hết rồi có nhiều đó thôi thì các chị em nhớ nha nếu muốn mang về Việt Nam thì các bạn chỉ mang được cái đồng hồ không thôi cái hộp gửi lại khi nào CC có gửi đồ về CC ké cho các bạn nhưng CC chỉ gửi hộp mai của khua thôi người ta CC cũng phải ơn nghĩa đó chứ không phải phi đâu không ai làm phi cho mình Đó. các bạn nào mua những cái đồng hồ hiệu mai của khua CC giữ lại và sẽ gửi về dùm không có tính tiền nữa ngày hôm nay Chị em nào gửi số bốc thăm chúng thì các chị em gửi đi. Hai số trùng với nhau là số 11. Nhưng mà bây giờ CC suy nghĩ đó. Bây giờ CC có quay lại nữa thì nó cũng sẽ ra cái số trùng thôi. Vì cái máy nó set up như vậy rồi. Cho nên cái số trùng đó CC sẽ nghĩ ra một cái khác. CC sẽ cầm một tờ tiền lên, các bạn đoán số, CC không tặng 50 đô la một bạn chúng thôi CC tặng cho các bạn một hộp Mozonai một cara để bù vào cái số 11 đó CC cầm tờ tiền dơ lên các bạn đoán bạn nào đoán trúng, một cái hộp xoàn Mozonai một cara thuộc về các bạn cho nên là chỉ có một bạn thôi chứ bây giờ mình quay số nữa nó cũng ra số trùng thôi rồi chẳng lẽ cứ quay hoài Đâu có thời gian làm mấy chuyện đó đâu Để kết thúc cái cái bốc thăm này đi cho rồi Chứ kéo dài tới chừng nào ha Quyết định như vậy nha Tức là cái số bị trùng lập Sẽ không quay số nữa CC sẽ cầm một cái tờ tiền Các bạn đoán Hai số cuối của cái tờ tiền đó là số mấy Nào đoán chúng CC không tặng cái 50 đô Nhưng mà CC tặng một cái hộp xoàn Mosanai. một carat ship liền luôn tặng luôn tiền ship luôn nha tức là có một bạn trúng thôi để coi coi cái chị mà chọn 8 số đó chị có trúng được nữa không nếu mà chị trúng được nữa cc không tin luôn không thể tin luôn rồi quyết định như vậy nha các tình yêu chị em nào chưa gửi số cho cc thì gửi đi nha kết thúc nha gửi nha các bạn biết làm sao không mà các bạn mua hàng mà không có số không là các bạn chưa chuyển tiền CC đã nói rồi Hàng Dù các bạn để lại Món hàng nào các bạn trả tiền Thì CC mới tặng cho các bạn Một cái số Còn các bạn chỉ kêu CC Bỏ vô thùng Mà chưa chuyển tiền CC đâu có thể nào cho các bạn số được Làm như vậy đâu có phe với những người người ta trả tiền Thông cảm nha Rồi Số phone của CC là 706 987 9063 số phone của anh San Việt Nam 098 257 1934. CC xin, xin được tạm ngừng video đây nha. Ở à, quên nữa. tặng tặng CC nút like đi và những lời bình luận nha. Nè, đấm. Con trai nè. Không biết có biết nghe 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 tiếng Việt không các bạn. Mà CC thấy mỗi lần mà CC nói, ok CC xin, xin được tạm ngừng video đây nha là tự nhiên chạy lại rồi các bạn ơi, sao kỳ vậy? <laughs> Học thuộc lòng sao? Đây là Út đó, con trai Út. Có một đứa một mẹ và ba và con nè con lì lắm lì lắm mà thương xì xì lắm luôn á rồi xì xì xin được tạm ngừng video ở đây nha bye bye i love you